Tập 31. Căn nhà nhỏ này của anh cuối cùng cũng có một chủ nhân xinh đẹp rồi. Tuy rằng bây giờ vẫn còn sơ sài, nhưng em hãy tin anh, nhất định sẽ tốt thôi. Hiện tại nhất định giống mặt mèo mướp đúng không? Vậy em là mèo mướp đẹp nhất thế gian rồi. Em đi vệ sinh một chút. Không phải chứ, chính là ở đây. Đừng nhầm đấy. Địa chỉ đường đường cho không sai được đâu. Ông xem đi, đúng rồi, tôi nói ông nghe. Chút nữa gặp A Lực, thái độ của ông tốt vào đấy. Lần này thằng bé bị đả kích, nhất định tâm trạng không tốt. Ông nghe thấy chưa vậy? Tôi mắng nó là muốn tốt cho nó. Ai bảo nó không nghe lời? Tôi biết ông mắng là muốn tốt cho nó. Nhưng thằng bé này tính tình nó giống y như ông vậy. Quá coi trọng sĩ diện. Chút nữa thế này đi, ông tặng quà xin lỗi nó trước. Thằng bé này có sĩ diện cái sẽ về nhà với chúng ta thôi. Tôi còn phải xin lỗi nó nữa. Tôi không làm. Được rồi, ông nghe rõ chưa? Bên này, bên này. 27 bên này, 26 bên này. A Lực. Bố mẹ, sao bố mẹ lại biết con ở đây? Em gái con cho địa chỉ. Cái thằng nhóc chết tiệt này, con đổi địa chỉ nhà cũng không nói cho bố mẹ biết. Cái con nhóc này cái gì cũng không giấu được. Con không làm gì khuất tất, làm gì phải trốn. Ông làm cái gì vậy? A Lực, bố mẹ đến thăm con đây. Trước đây đúng là bố mẹ hiểu lầm con. Bố mẹ tưởng con tham lam chỉ muốn hưởng thụ, muốn ở biệt thự của nhà người ta. Con mới đi thiên ngoại thiên làm gì? Bây giờ bố mẹ biết rồi, con cũng bị người ta lừa. Cho nên mẹ với bố con đặc biệt đến đây để đón con về nhà. Về nhà thôi con trai, đi thôi. Bây giờ con sống tốt lắm. Tốt cái gì mà tốt? Con xem mặt con gầy đi rồi này. Lừa được người khác chứ không lừa được mẹ con đâu. Từ nhỏ con đã quen với việc được người khác chăm sóc. Không có người chăm sóc con sao mà được? Về nhà đi con. Mẹ làm cái gì vậy? Con cũng không phải trẻ con. Con tự chăm sóc bản thân mình được. Được rồi, được rồi. Tôi nói là nó đủ lông đủ cánh rồi. Kệ nó đi. A Lực, nếu như con vẫn tức giận vì chuyện bố mẹ hiểu nhầm con, bố mẹ xin lỗi con. Tôi không có nói tôi sẽ xin lỗi nó. Là bà nói thôi. Sớm đã nói với con Điền Đại Thiên không phải người tốt. Đừng có qua lại với ông ta thì con không nghe. Con xem, nếu không phải vì ông ta, con sao có thể chuyển ra ngoài sống được? Con sớm đã không có quan hệ gì với Điền Đại Thiên rồi. Bố cứ nhắc mãi chú ấy làm gì? Đúng thế, cái ông này sao vậy? Cái tên họ Điền đó đừng để tôi gặp phải. Tôi nói bà nghe, nếu tôi gặp cái tên họ Điền đó. A
Điền Tâm, A Lực não còn bị uống nước hay sao? Con còn chưa bị nhà họ Điền lừa đổ hay sao? Mẹ đừng nói nữa. Chuyện lần này của anh cả được giải quyết đều nhờ vào Điền Tâm. Bố mẹ có biết hay không? Con ngốc à? Đó là con gái của Điền Tại Thiên. Nó có thể phản bội bố nó để giúp chúng ta hay sao? Bố, là Điền Tâm đưa đoạn video cho chị Trình Hy, cho nên anh ấy mới được minh oan. Bố không tin thì đi hỏi chị Trình Hy đi. Ai biết được nó có mục đích gì? Điền Tâm có thể kiếm lợi gì ở con? Bởi vì anh cả mà cãi nhau với bố mình, rời khỏi biệt thự đến đây sống với con, bố muốn kiếm lợi gì ở con? Bố nói đi. Thảo nào không muốn về nhà với chúng ta, hóa ra là gì ở cùng với con bé nhà họ Điền này. Con cũng dứt khoát đổi thành họ Điền luôn đi. Thôi mà, A Lực, mẹ thấy hai đứa không danh không phận giữa chung với nhau cũng không thích hợp đâu, cũng không tốt cho danh tiếng của con gái nhà người ta. Hay là thế này, con chuyển về nhà trước, chúng ta tính chuyện lâu dài, bàn bạc thêm đã nhé. Không được, con không đi một mình được. Nếu phải đi thì cả hai đứa con cùng đi. Vậy không được. Nhà họ Đường chúng ta không chấp nhận người nhà họ Điền. Bố mẹ một ngày không chấp nhận Điền Tâm thì con sẽ không về. Con vì một người họ Điền, đến cả người nhà của mình cũng không cần nữa. Điền Tâm bây giờ không còn gì nữa. Con chính là tất cả của cô ấy. Sao con có thể bỏ lại cô ấy một mình mà đi được? Được lắm, con giỏi lắm. Có giỏi thì vĩnh viễn đừng có về nữa. Đường Quán, con xem con còn không biết tính khí của bố hay sao? Con cố chấp với ông ấy làm gì? Được rồi, tính khí của bố còn thế rồi, hết tức thì không sao đâu. Chút nữa mẹ về dỗ ông ấy. Đúng rồi, tuần sau là sinh nhật bố con, nhớ về đó. Con đó. Đường Quán, Đường Quán, em xin lỗi, hại anh lại cãi nhau với bố mẹ. Anh mới là người phải nói xin lỗi mới đúng. Em vì anh trai anh mà cãi nhau với bố em, vậy mà bố anh còn hiểu lầm em như thế. Bố anh vốn dĩ có thành kiến lớn đối với bố em rồi, mà bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Em có thể hiểu được tâm trạng của bác ấy. Không sao, em sẽ cố gắng. Em tin chỉ cần em thật lòng, sớm muộn cũng có một ngày họ sẽ chấp nhận em, sẽ nhìn thấy em không giống với bố em. Em sẽ làm họ chấp nhận em. Điền Tâm, cảm ơn em vì anh đã hy sinh rất nhiều. Điền Tâm, Đường Lực anh trịnh trọng tuyên thề, anh đã đưa em ra khỏi nhà họ Điền, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, sẽ mãi mãi không để em phải tổn thương. Tiểu Hy à, sao lại đột ngột vậy? Cháu có biết thời gian này cháu sống ở đây, hai ông bà già chúng ta vui đến nhường nào hay không? Bây giờ cháu nói đi là đi luôn, vì buồn lắm. Chúng ta coi cháu như con gái, cháu không đi có được hay không? Được rồi, bà đừng có buồn nữa. Bà cứ nghĩ thế này đi, dù sao chúng ta cũng dự tính sửa lại căn nhà này đúng hay không? Bây giờ vừa hay mời đội thi công đến, đợi lúc A Chính chính thức cưới Tiểu Hy về, con bé có thể nhìn thấy căn phòng chúng ta tâm huyết bố trí cho con bé. Vậy có tốt hơn không? Đúng vậy, đúng vậy. Đến lúc đó chuyển vào nhà mới ở, cháu chính thức là con dâu của chúng ta rồi. Bố, mẹ, làm gì có chuyện nhanh như vậy? Bố mẹ dọa Tiểu Hy sợ rồi đấy. Chúng ta không nói nữa, không nói nữa. Vậy chú gì, cháu lên gác thu dọn đồ đạc trước nha. Đi 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 đi, lên gác thôi. Đi đi. Đường Quán, ông đúng là có nhiều cách mà. Tôi thực sự sợ bà thiếu chút nữa nói lộ ra, thật nguy hiểm mà. Cũng may chuyện của Đường Chính kết thúc rồi. Đường Quán, không được, chúng ta phải mau mau đi tìm nhà họ Trình. Chúng ta hỏi rõ ràng, chúng ta phải hỏi rõ ràng thân thế của Tiểu Hy. Vừa rồi nếu con phải sợ dọa đến con bé, tôi nhất định nói sớm cho con bé biết. Tôi không muốn con bé chuyển đi. Bà trước mắt đừng có vội vàng, chuyện này không phải có chút manh mối rồi hay sao? Tôi nghĩ không lâu nữa chúng ta có thể nhận Tiểu Hy rồi.
chỉ là đến lúc đó, chỉ sợ A Chính nhà chúng ta phải trả lại cho nhà họ Trình rồi. Tôi không quan tâm, chỉ cần có thể tìm lại được con gái, chuyện gì tôi cũng chấp nhận được. Nhưng mà là ông đấy, xem ra ông không chấp nhận được, nỡ không? Để anh. Đừng vứt. Đừng vứt, anh muốn giữ lại. Cái này anh giữ lại làm gì? Đây là quá đơn, em mua đồ dùng hàng ngày thôi mà. Những thứ này đều là dấu vết mà anh chung sống với em. Em nhìn tờ này đi, em còn nhớ không? Lúc đó em tranh hơn thua với ông nội em. Em không có chuyện gì là cùng anh đi lượn siêu thị. Em nói em phải trút hết tâm trạng xấu, mua một đống sô-cô-la nhiều như thế này này. Sau đó một lúc lại em ăn hết luôn. Anh đáng ghét quá. Em xem, còn có tờ này là bàn chải đánh răng và khăn tắm. Lúc đó em nói không muốn chiếm dụng đồ của nhà anh nên kiên trì tự mua. Anh đang nghĩ rốt cuộc đến khi nào em mới không phân chia của anh của em nữa, sẽ dùng bàn chải đánh răng, khăn tắm mà anh mua. Tiểu Hy, thực ra những thứ này giữ bên người sẽ cảm giác được em vẫn ở cùng với anh, em vẫn đang ở nhà anh. Tương lai đợi em chính thức sống ở nhà anh, vậy chúng ta sẽ dựa vào hóa đơn này mua lại giống y hệt với những thứ mà em từng mua, sẽ không phân chia của em hay của anh nữa. Anh đó mồm mép lấu lĩnh quá đấy. Đây là cái gì? Còn nói không có đồ cấm. Đây nhất định là đồ cấm. Nhất định có vấn đề. Không thì đưa em coi đi. Đừng có cười anh đấy. Hóa ra anh vẫn luôn lưu giữ từng ly từng tí giữa chúng ta. Chúng ta có nhiều hồi ức tốt đẹp như vậy. Anh đúng là một tí xíu cũng không đỡ quên đi. Xem này, được rồi. Nếu như có một ngày em giống như nữ chính trong phim Hàn mất đi trí nhớ, anh có thể đem quyển sổ này đến giúp em khôi phục lại trí nhớ. Chiếc này là của anh, chiếc này là của em, để ở trong trái tim anh.
Sao vậy? Không biết vì sao, nghĩ đến những gì em vừa nói, giống như nữ chính trong phim Hàn mất đi trí nhớ, quên hết tất cả mọi thứ giữa chúng ta. Anh thực sự rất buồn. Anh ngốc quá đi. Em chỉ đưa ra ví dụ thôi mà. Ví dụ thôi, anh có hiểu hay không? Ví dụ thôi mà. Đồ ngốc. Cái gì? Ăn cơm cùng nhà họ Đường. Con trai, con đang đùa đấy à? Con giống đang nói đùa hay sao? Cùng với người nhà họ Đường ngồi chung một bàn ăn cơm, thật là tự hạ thấp phẩm cách quá. Mẹ không đi. Mẹ, con nói mẹ nghe, Đường Đường bây giờ là người yêu của con. Trong tương lai bố mẹ nhất định sẽ phải ngồi chung một bàn ăn với nhà họ Đường, không cẩn thận còn thành thông gia với nhau nữa. Mẹ kiên quyết không đồng ý. Nhà họ Trình chúng ta có địa vị thế nào? Nhà họ Đường bọn họ thì sao? Thật là không phù hợp. Mẹ, những lời này có giống từ miệng một người cao quý mà ra không? Bố mẹ, hai người phải nhìn rõ một sự thật. Con thật lòng thích Đường Đường. Được. Nếu như hai người không bằng lòng ra mặt đi ăn bữa cơm này, vậy con sẽ gọi ông nội. Con gọi ông nội đi ăn một bữa cơm này là được. Được rồi, cứ quyết vậy đi. Bữa cơm này chúng ta đi. Ăn cái gì mà ăn? Bà nghe tôi nói đã. Bà động tay động chân cái gì? Nghe tôi nói đã. Về phòng, đi về phòng ngay. Về phòng đi thôi. Được rồi, được rồi, vào phòng đi. Ai, ai cho ông tự chủ trương đồng ý nói vậy? Ai cho ông đồng ý nói? Ông thật đúng là. Ngồi xuống. Chúng ta không nói gần, hướng xa mà nói. Từ năm đó bắt đầu, bố nhẫn tâm nuốt mất cổ phần của nhà họ Đường. Lúc đó hai nhà chúng ta đã kết mối thâm thù đại hận. Nhớ đâu có một ngày, có một ngày sự thật phơi bày, hai nhà không đánh nhau, anh sống tôi chết, đến lúc đó thiên hạ không loạn cả lên. Thứ tôi cần là thiên hạ đại loạn. Ý của tôi là chỉ dựa vào sự phản đối đơn phương của chúng ta, không thể nào ngăn cản Siêu Quần và Đường Đường được. Hai nhà cùng nhau ăn bữa cơm, ra quai phủ đầu bọn họ, cho bọn họ triệt để thôi nghe cái suy nghĩ bám lấy Siêu Quần. Cũng đúng. Hổ không ra quy, lại tưởng vợ chồng chúng ta là mèo bệnh. Đúng vậy, đúng vậy. Bác trai bác gái, hay là đừng đợi nữa, chúng ta ăn trước đi. Không sao không sao. Sư Quần, chúng ta nói chuyện với Tằng tiên sinh là được. Tằng tiên sinh, chúng ta nghe nói Tiểu Hy là con nuôi của anh. Vậy anh có biết bố mẹ con bé mất rồi không? Còn nữa, tại sao lại chỉ để là một chiếc vòng cổ thôi? Lạ thật, vợ chồng nhà họ Đường hỏi về chiếc vòng gia truyền làm gì? Tằng tiên sinh, Tằng tiên sinh, vừa rồi tôi muốn nói, cô nói có phải không, càng ngày càng trẻ ra. Đúng thật là càng ngày càng trẻ. À,
Mà. Mẹ, sao bây giờ mẹ mới đến vậy? Thật ngại quá các vị, cơm tối tôi đã ăn rồi. Tôi muốn đưa mấy người bạn của tôi đến giám định giúp, xem cỏ dại bên đường bám lấy con trai bảo bối của tôi không buông, có tư cách làm con dâu nhà chúng tôi hay không? Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Nào, mọi người làm quen đi. Vị này là Đường tiểu thư, người muốn bay lên đỉnh làm phượng hoàng. Tôi còn tưởng rằng sư quần nhà chị có cô bạn gái xinh đẹp cao quý thế nào, quá ra là cô gái hàng xóm, không ra gì thế này. Đường tiểu thư, xin hỏi cô bình thường quen đi châu Âu hay đi Mỹ mua sắm thế? Kém nhất cũng phải đi Hồng Kông chứ. Sao tôi không nhớ hãng thời trang lớn nào năm nay lại có kiểu dáng này? Đồ khuyên tai này của cô nhất định là đồ giả. Em gái à, dùng hàng loại A thật là không có phẩm vị mà. Người ta đeo cái gì liên quan đến cô hả? Mẹ, lần này mẹ quá đáng quá rồi đó. Sao mẹ lại quá đáng chứ? Mẹ không phải vì muốn tốt cho con sao? Mẹ, mẹ nói ít mấy câu đi. Bác trai bác gái đều ở đây, chúng ta đừng thất lễ mà. Bác gái, bác bảo bạn bác nói chuyện tôn trọng người khác một chút. Tôi chút nữa thì quên mất Đường tiên sinh đây. Đây là anh trai của Đường tiểu thư. Không lâu trước đây, vì tiếp nhận sự tiếp đãi đặc biệt từ bên cung cấp hàng, bị bố tôi đuổi việc rồi. Mẹ, việc này đã được điều tra rõ ràng, Đường chính bị vu oan mà. Con im miệng cho mẹ. Cái đồ con gái chả được tích sự gì. Chứ cái kiểu gia phong như nhà họ Đường, đừng có hòng mẹ gả con, làm dâu cho nhà họ. Mẹ giải quyết việc của anh trai con xong sẽ đến chỉnh đốn con. Tiểu Hy à, mẹ cháu nói đúng đó. Gia đình như này không xứng kết giao với cháu. Cô có biết mấy người trẻ tuổi giới thiệu cho cháu có được không? Đủ rồi. Ý của các người đã nói quá rõ ràng. Nếu đã như vậy, chúng tôi cũng không giới cao. Đi về. Tôi vẫn luôn tưởng rằng xã hội thượng lưu các người có phẩm vị đẳng cấp cao. Tôi thấy đến cả tiểu thị dân cũng không bằng. Bọn họ chính là tiểu thị dân. Đường Đường, anh xin lỗi. Để gia đình em phải chịu ấm ức, em về với bác gái trước. Anh nhất định sẽ nói rõ ràng với mọi người. Đi thôi, còn chưa đủ tức hay sao? Chúng ta cũng không nói sai cái gì. Còn gì nữa? Con trai à, đi từ từ thôi, đợi mẹ với. Con trai à, con đi từ từ thôi. Vì muốn tốt cho con, bố mẹ nghe rõ đây. Con thật lòng thích Đường Đường, con phải tiếp tục đi lại với cô ấy. Con sẽ lấy cô ấy. Con trai, chỉ là đến lúc đó, hai người đừng hòng làm chủ hôn cho con. Cho dù con đưa thiếp mời, cho ăn xin cũng không đưa cho hai người. Con trai à. Con trai. Con trai. Đều trách ông đưa ra cái biện pháp tồi. Ông xem là con trai tức giận bỏ đi rồi. Không sao, nó có thể đi đâu được. Không phải chỉ có mấy chỗ thôi sao? Được rồi, về nhà rồi nói. Đi về. Về nhà đi rồi nói. Về. Chuyện gì không biết. Con đấy. Tức chết tôi rồi. Tôi nhổ vào. Hôm nay tôi cuối cùng cũng mở mang tầm mắt, biết cái gì là lòng người dễ thay đổi. Đường quán trung tôi có kém cỏi đến đâu, tôi cũng không chọn loại người này làm thông gia. Không sai, tố chất gì không biết nữa. Chú, dì, cháu thật sự xin lỗi. Mẹ cháu bình thường cũng như vậy rồi, chứ không phải nhắm vào chú gì đâu. Bố bớt giận đi, bớt giận đi mà. Bố sắp sôi lên rồi đây. Đừng so đo với họ. Nói chung chúng ta không hổ thẹn với lương tâm là được. Mọi người còn chưa ăn tối, hay là con đi nấu một chút mì nha. Em đi giúp anh. Em cũng đi. Tức lo rồi còn ăn cái gì nổi. Qua đây, qua đây. Ngày mai mau chóng đi từ chức cho mẹ. Còn nữa, lập tức chia tay với Trịnh siêu quần ngay. Mẹ đừng có như vậy. Chuyện này không liên quan đến siêu quần mà. Gì à, anh trai của cháu rất yêu Đường Đường. Bố, mẹ, cho dù có thế nào, con cũng không chia tay với siêu quần đâu. Đời này con nhận định anh ấy rồi. Bố mẹ nói gì cũng không có tác dụng với con. Dù sao cũng là anh ấy. Con ngốc hay sao? Con có biết là bà mẹ chồng độc ác kia còn đáng sợ hơn tiểu tam. Tiểu tam có mạnh cỡ nào thì cũng có lúc bị đánh lui. Nhưng bà mẹ chồng độc ác này là mẹ của chồng con. Bà ta ở với con suốt đời đấy. Con có biết nếu như con gả qua đó, con không qua được một ngày bình yên, có biết hay không?
Mẹ con nói đúng đó, kết hôn không chỉ là chuyện của hai bên nam nữ. Đạo lý trong chuyện này con hỏi Trình Hy, con bé hiểu rõ nhất đó. Nếu không lúc đầu con bé bị bỏ rơi, cái tên Trình, cái gì Trình? Trình Siêu Quần. Trình Siêu Quần mà lựa chọn anh trai con. Đúng vậy, con hỏi con bé đi. Bố mẹ, hai người để Đường Đường tự lựa chọn đi mà. Chuyện này con đừng có quản. Bố nói cho con biết, bố nói ngay từ đầu, nếu như con để sau này bố biết con và cái tên Trình Siêu Quần kia có quan hệ qua lại với nhau, bố nói cho con biết, bố gặp một lần thì sẽ đánh một lần. Không sai, mẹ kiên quyết đồng ý ý kiến của bố con. Chia tay là đúng rồi. Bố, mẹ, hai người đúng là ngang ngạnh mà. Dù sao bố mẹ có nói gì con cũng không chia tay. Con sẽ không chia tay với anh ấy. Con, Đường Đường, sao lại giống y Đường Lực vậy? Con cái kiểu gì không biết, đều do ông Chiều mà ra. Không phải bà đẻ ra hay sao? Là do ông Chiều hết đó. Đường Đường, tôi Chiều nói lúc nào chứ? Được rồi, đều do bà xem đấy. Không có đứa nào để tôi bớt lo hết. Bà tự nghĩ cách đi, tôi không có quản nữa. Đường Đường, được rồi, anh đi ra ngoài đi, để em ở lại với con bé. Tuần sau anh thi đấu rồi, cần nắm bắt thời gian luyện tập. Đường Đường cứ giao lại cho em. Được, vậy con bé giao lại cho em đó. Anh yên tâm đi. Được rồi, lau nước mắt nào. Em còn khóc tiếp, biến thành mèo qua mướp là anh trai chị không cần em nữa đâu. Chị Trình Hy, đến chị cũng cười em. Được rồi, thôi đừng khóc nữa mà. Không được, em phải gọi điện cho Siêu Quần ngay, hỏi anh ấy thế nào. Biết nghe em lo lắng cho anh ấy mà. Điện thoại của Siêu Quần tại sao lại không gọi được? Không lẽ anh ấy không cần em nữa thật hay sao? Không có đâu. Vừa rồi là chị đùa em thôi. Em yên tâm đi, chị từ nhỏ lớn lên với anh trai của chị, cho nên tính tình của anh ấy chị hiểu rõ nhất. Anh ấy nhất định đang giận bố mẹ chị. Em để anh ấy bình tĩnh lại là được. Ông tắm xong rồi hay sao? Đường Quán, ông nói hôm nay chuyện thành ra như vậy, chuyện của Đường Đường chưa xong, chuyện của Tiểu Hy cũng chưa hỏi rõ. Đừng có lo lắng quá. Tôi thấy trong này nhất định có ý trời. Bà nghĩ xem sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, để chúng ta phát hiện ra sợi dây chuyền đó. Ý trời. Đúng nha. Thế này đi, ngày mai chúng ta đi tìm Trình Như Sơn, trực tiếp hỏi rõ luôn cho rồi. Một ngày tôi cũng không muốn đợi nữa, ông thấy sao? Vậy sáng sớm ngày mai chúng ta đi luôn đi. Được. Nào. Thế nào? Rượu ngon. Phó Tổng, để anh tốn kém rồi. Anh em chúng ta với nhau mà. Tôi không phải nói rồi sao? Của tôi cũng là của anh. Nào, uống rượu đi. Cạn ly. Phó Tổng, tình bạn của hai chúng ta bao nhiêu năm qua, nếu như có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói. Nói đến chuyện này, tôi cũng có chuyện muốn nghe ngóng từ anh. Tôi nhất định không giấu giếm, anh cứ nói đi. Anh còn nhớ cái lần chúng ta vạch trần đường chính? Bố tôi nói trước mặt mọi người, cho dù là con trai của ông ấy, cũng không thể ngỗ ngược uy hiếp ông ấy hay không. Chuyện này sao có thể quên được? Lúc đó chủ tịch vừa nói xong câu này, cả nhà đều bùng nổ, còn làm Trình Hy tức giận bỏ đi. Vậy liên quan đến cái chết của Trình Thực,
Anh biết nội tình gì không? Anh hỏi tôi thì hỏi đúng người rồi đó. Không có ai hiểu rõ chuyện này hơn tôi. Mau nói ra tôi nghe nào. Nếu nói về chuyện này, đó là chuyện không dám nhớ lại. Bên này, phải làm sao đây? Nhanh lên, nhanh lên. Con ơi, Phương Quyên, Thực Nhi, Thực Nhi. Cậu gọi vợ chồng Trình Anh đến đây cho tôi. Không phải ông định để hai đứa nói nuôi đứa trẻ đấy chứ? Phó Tổng, có phải bây giờ anh mới biết Trình Hy là cháu gái ruột của chủ tịch hay không? Kỳ lạ. Dựa vào cách nói của Điền Tổng, Đường Chính mới là con của Trình Thực. Vậy với chuyện gia bảo của Trình Thực, tại sao lại trên người của Trình Hy? Đường Quang Trung hỏi về chuyện sợi dây chuyền. Không lẽ năm đó Kiến Hồng ôm nhầm đứa trẻ? Trình Hy thực ra là con gái của nhà họ Đường. Phó Tổng, anh làm sao vậy? Kiến Hồng, tôi có một chuyện có lẽ cần anh hết sức giúp đỡ. Bà nói xem, giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề, đi tìm vợ chồng Trình Như Sơn, hỏi về thân thế của Tiểu Hy. Được thôi, nhưng mà nếu như không như thế, ông có cách nào khác không? Thôi, cứ như vậy đi. Đường tiên sinh, Phó Tổng Tăng, cái này chỉ có hai người ở nhà thôi sao? Sao vậy? Có chuyện gì hay sao? Tôi muốn đến để nói về chuyện tối qua. Tối qua còn có chuyện gì đáng để nói hả? Thái độ của vợ tôi tối qua thật sự xin lỗi. Có điều hôm nay tôi đến không phải vì chuyện của Siêu Quần và Đường Đường. Tối qua trên bàn ăn, hai vị hình như đặc biệt để ý tới sợi dây chuyền của Trình Hy. Lẽ nào sợi dây chuyền đó có hàm ý gì đặc biệt đối với hai người? Nói thật với anh, chúng tôi vốn dĩ có một đứa con gái, nhưng khi con bé còn rất nhỏ thì mất tích. Lúc con bé mất tích, trên người có đeo một sợi dây chuyền giống y hệt với dây chuyền của Trình Hy. Vì vậy chúng tôi không thể không hoài nghi Trình Hy có phải là con gái của chúng tôi hay không. Quá ra là vậy. Thực ra năm đó thuộc hạ của bố tôi nhặt về một bé gái. Trên người bé gái này đeo sợi dây chuyền mà Trình Hy đang đeo. Thật sao? Nói vậy thì Trình Hy là con gái của chúng tôi. Hai người nghe tôi nói hết đã. Bé gái đó đưa về không lâu thì vô cớ mất rồi. Lúc đó vì tôi đau lòng quá nên đã ôm thêm một bé gái từ nhà mẹ đẻ về. Bé gái được nhận nuôi sau này chính là Trình Hy hai người thấy hiện giờ. Không thể nào. Không thể nào. Sao con bé có thể chết được? Sao con bé lại chết? Không thể nào. Có phải các người nhầm rồi hay không? Con bé sao lại chết được? Hương Hương, Hương Hương à, tôi vô cùng đồng cảm với những gì hai người gặp phải. Tôi cũng biết hai người nhất định rất khó chấp nhận chuyện con gái ruột đã mất. Thế này đi, vì giải quyết tâm nguyện của hai người, tôi mạo hiểm việc bị bố tôi mắng, đưa hai người đến một nơi. Con tôi,
Hương Hương, Hương Hương, chúng ta có lỗi với con. Để con nhỏ như vậy đã phải rời xa thế giới này. Chúng ta có lỗi với con. Con còn nhỏ như vậy là chúng ta có lỗi với con. Chúng ta có lỗi với con. Được rồi, đứng lên đi. Thế nào, tôi không lừa hai người chứ? Con người chết thì không thể phục sinh. Hai người cũng đừng quá đau buồn. Nhìn rõ chưa? Là đôi vợ chồng năm đó ở cùng với Trình Thực phải không? Nhìn rõ rồi, chính là họ. Không sai chút nào. Anh nói xem, trước đây tôi thấy họ, sao tôi lại không nhớ ra? Anh chắc chứ? Chắc chắn chính là họ. Hỏng rồi, hỏng rồi. Không phải tôi già hồ đồ rồi đấy chứ? Sao tôi lại cho rằng Trình Hy là cốt nhục ruột thịt của chủ tịch được chứ? Không được, tôi phải đi nói với họ. Tuyệt đối không được đi. Anh nói xem, anh đi theo bố tôi bao nhiêu năm, còn không hiểu tính khí của ông ấy hay sao? Anh làm sai chuyện lớn như vậy, ông ấy tức lên sẽ đuổi anh ngay lập tức. Nhưng mà vậy tôi phải làm sao đây? Yên tâm đi, tôi bảo đảm, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, anh biết tôi biết. Được rồi, từ nay về sau anh có phân phó gì tôi nhất định sẽ làm theo. Vậy thì tốt, có câu nói này của anh là được rồi. Kỳ lạ, hôm nay siêu quần không sắp xếp chuyện quan trọng nào à? Sao cả buổi sáng không thấy bóng dáng anh ấy đâu? Thư ký Đường, cùng nhau đi ăn cơm đi. Đúng vậy, nhà hàng ở trung tâm thương mại đối diện bữa trưa giảm 50%, cùng nhau đi ăn thử coi. Tôi không đi đâu, hai người đi ăn nhiều một chút nha. Có phải cô có hẹn với tổng giám đốc ăn cơm rồi không? Vậy chúng tôi không làm phiền cô nữa. Bye bye. Không phải đâu, tôi...
Khóc đi à? Hả? Đứa hầu gái sao vậy? Anh quá đáng lắm. Tối qua không nghe điện thoại của em, sáng nay không thấy người đâu. Em lại tưởng anh cố ý trốn tránh em, chuẩn bị không cần em nữa. Hôm đó để em phải chịu uất ức. Có điều anh đã thay em đòi lại công đạo rồi. Anh báo cáo với tôi, nhất cử nhất động mỗi ngày của Điền Tại Thiên không phải ông gian dưới bên ngoài với hồ ly tinh. Có con riêng còn là cái gì? Cái này tặng bố bản giới hạn đấy. Trình Nghi không phải là con của cậu con Trình Thực. Tôi cần anh đến nhà chúng tôi quỳ xuống tấm biển dạng gia hương nhận sai. Nếu như Tiểu Hy không phải em họ của mình, mình có buông tay em ấy không? Cái chết của bố Đường Quán Trung, Đường Đại Tiêu có liên quan đến bố tôi. 我相信爱